Lâm Thủ Nương vì để cứu hai cô con gái bất đắc dĩ đó, một mình ở Trường Lạc Phường, lúc về nhà lại gặp phải Tiểu Trà Xanh chặn đường. Chư vị nương tử này thật vô lễ, Lâm Nương tử xin đừng trách. Tiểu Cúc nhanh chóng xin lỗi Lâm Nương tử. Thật là xin lỗi, Lâm Nương tử. Lời xin lỗi đó ta lại không thể chấp nhận. Ngươi kéo con chó của ngươi, đừng để nó la hét và cắn người. Suy cho cùng cũng không phải giả tạo, nói hai lời xin lỗi mà không đau không ngứa, vậy có thể thế chấp mọi thứ rồi. Ha ha ha, Lâm Nương tử nói rất phải, ngươi yên tâm, khi tôi về sẽ dạy dỗ bài học tốt cho người của tôi. Ngươi có dạy hay không dạy thì liên quan gì đến ta? Tôi cũng không hứng thú muốn biết. Có bản lĩnh thì bây giờ cô huấn luyện cô ta. Nếu cô huấn luyện không tốt ở hiện trường, ta cũng có thể giúp ngươi đưa ra ý kiến. Triệu Nhã Kỳ như bị Lâm Cửu Nương bóp cổ, trong một lúc không biết phải trả lời như thế nào. Ha ha, Lâm cô nương, cô đừng có nói đùa nữa. Vừa rồi cô là từ Trường Lạc Phường ra phải không? Hứng, vậy thì sao cô muốn nói gì? Tôi chỉ muốn nói với Lâm Nương tử, người mà vào Trường Lạc Phường cơ bản là không ra được. Tôi đã nghe nói hai quý nữ của Lâm Nương tử được bán đến Trường Lạc Phường. Cô đến đấy là để tìm con gái của mình phải không? Chẳng qua bây giờ nhìn Lâm Nương tử một mình đi ra, sợ là bị đuổi ra ngoài rồi. Vậy thì đã làm sao? Thấy buồn cười không? Không vui đâu, cô vào tự nhiên sẽ không trả lại người. Nếu không tôi sẽ giúp cô vào và đưa người ra ngoài. Có lời thì nói, có dám thì thả, điều kiện là cái gì? Ha 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 ha, thật ra rất đơn giản, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin ta 3 lần khấu 9 lần quỳ, ta tự nhiên sẽ giúp cô đưa con gái anh về. Triệu Nhã Kỳ đã nghe ngóng về nó từ lâu rồi, Lâm Cửu Nương rất yêu con của cô ấy, cho nên cô ta rất tự tin, Lâm Cửu Nương nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin mình. Có những người nghĩ cũng thật đẹp, đáng tiếc đầu óc có bệnh thì nhanh chóng đi chữa, đừng ra ngoài tự làm mình xấu hổ. Sau khi nói xong, Lâm Cửu Nương liền trực tiếp rời đi, khuôn mặt của Triệu Nhã Kỳ như bị biến dạng. Cô không cầu xin tôi, không định cứu hai quý nữ của cô, lại sẵn sàng nhìn họ rơi xuống vực thẳm sao? Đó là cuộc sống của họ, không liên quan gì đến ta. Tiểu Cúc rất nhanh đã đến Trường Lạc Phường, đã nghe ngóng được Lâm Cửu Nương là cứu người về rồi. Đáng chết, đồ dân phụ, hóa ra cô ta đã chụp người rồi. Thảo nào lại bình tĩnh như vậy, là đang chờ xem trò cười của ta. Bên kia Lâm Cửu Nương vừa trở về tới cổng làng An Lạc, trời cũng đã khuya rồi. Đột nhiên một bóng đen trực tiếp hướng về phía cô chạy tới. Lâm Cửu Nương bị giật mình một cái, sợ hãi một cái tát vút qua. Nương là con đây, người sao lại đánh con? Lưu Tứ Lang, đầu óc ngươi có bệnh không? Đêm khuya rồi, ngươi không ngủ ở nhà, chạy ra ngoài lượn lờ ở đây, muốn dọa ta sợ chết khiếp để thừa kế tài sản của ta. Ta nói với ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó. Nương, con không có, con ở đây đợi người về, muốn đón người về nhà, con sợ người sợ hãi, nương đau quá. Lâm Cửu Nương vốn lúc đầu là còn có một chút cảm động, nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng của hắn, cả người đều không được rồi. Bao nhiêu tuổi rồi, đi một mình thì sao về nhà? Nương con xin lỗi, hôm nay con hiểu lầm người rồi. Con nói với nương nhiều lời quá đáng như vậy, con xin lỗi. Sau khi xin lỗi, hắn lại kể về nhị ca của mình, lại chuyện bên kia của Lưu gia, tiếp theo là chuyện của Lưu Tam Ni và Lưu Ngũ Ni. Miệng thì làm nhảm suốt chặng đường, Lâm Cửu Nương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lập tức dừng lại. Ngươi nói chuyện nhiều quá đấy, ngươi có hiểu cái gì gọi là quan sát sắc mặt không? Không thấy mặt ta không còn kiên nhẫn sao? Ngươi vẫn còn ở đó nói mãi. Ngươi có tin hay không? Ta tối nay có thể làm cho ngươi không nói một lời nữa. Bịt mồm ngươi lại và im miệng cho ta, đừng để ta nghe thêm một câu nào nữa, ta liền sẽ khâu miệng ngươi lại. Lưu Tứ Lang bị Lâm Cửu Nương đang nóng nảy dọa giật mình, một câu nữa cũng không dám nói nữa. Hôm sau trong hậu viện Lưu gia, cô nói cái gì? Hai con nha đầu đó đã về rồi. Thật là đáng chết. Bởi vì bọn họ mà Lưu gia bị toàn thôn chửi rủa mắng nhất. Ngay cả hai tôn tử ở trường cũng chạy về đổ lỗi hết cho ta, nói ta liên lụy đến bọn nó ở trường không ngẩng đầu lên được. Ta lại trở thành một con chuột cống, mà hai con nha đầu chết tiệt kia lại an toàn quay trở về. Chuyện gì thế này? Chiều tối hôm qua đã quay về rồi. Tất cả chúng tôi không ra cửa, không thể biết. Tôi còn nghe nói là Lâm Chủ Nương đi đòi bọn họ về, và cô ta về rất muộn vào hôm qua. Lúc về hình như mệt quá không đi đâu được nữa. Người trong làng đều nói cô ta dùng thân thể để chuộc lại hai quý nữ. Lâm Cửu Nương đáng chết, dám làm bại hoại môn phong của Lưu gia ta. Ta khó tha cho cô ta, đi với ta sớm tìm cô ta để tính sổ. Lúc này Lưu Thanh Hà đang dần đi tới đây. Nương, con cầu xin người có thể nào đừng làm phiền cô ta nữa. Cô ấy đã bị người Lưu thay đại ca rồi, người bây giờ có tư cách gì để quản đối phương? Hiện tại Lâm Cửu Nương là một quả phụ, người chọc giận cô ta cùng người đánh nhau, đều dừng lại đi, hãy sống tốt cuộc sống của chúng ta đi. Tại sao người tốt việc tốt đều để Lâm Cửu Nương làm, nhưng chúng ta lại nhận làm kẻ ác như này, không nhận được bất kỳ lợi ích nào không nói đi, còn bị đánh một trận vô ích. Lưu lão thái càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp đánh cho Lưu Thanh Hà vào một trận lo.
ngươi là một tên ngốc, ngay cả một nữ nhân cũng không đánh lại, ngươi còn có lợi ích gì? Lâm Cửu Nương cầm chiếc đùi lớn, đây là muốn ta bị đánh chết hay sao? Có còn là nương tôi không? Lưu Thanh Hà đang muốn nói thêm mấy câu thì một cô nương mặc y phục nha hoàn bước vào. Đây có phải là nhà của Lưu Thanh Hà không? Tôi chính là Lưu Thanh Hà, có chuyện gì không? Lưu Thanh Hà còn chưa nói xong, Lý Tú Quyên để lại cho hắn một trận đánh lo. Lý Tú Quyên, cô điên rồi à? Lại đánh tôi ngay trước mặt người khác, tôi không cần mặt mũi sao? Cô mau cút ra ngoài cho tôi. Ta là đứng trước mặt con hồ ly tinh này, đánh chết ngươi thì ngươi còn cần mặt mũi nữa? Ngươi Lưu Thanh Hà có mặt mũi không? Ta là muốn cho con hồ ly tinh này xem ngươi lại là loại người như thế nào. Tất cả đều nhìn thấy hết rồi, thật là rất dễ bắt nạt. Tiểu Cúc không thèm để ý đến họ, trực tiếp nói với Lưu Lão Thái, nếu đây là nhà của Lưu Thanh Hà, vậy chắc bà đây là Lưu Lão phu nhân đi. Đúng vậy, là lão thân có chuyện gì sao? Tiểu thư nhà tôi mời, phiền Lưu Lão Thái đi diện kiến một lần trước. Lưu Lão Thái cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Tiểu Cúc lập tức rời đi. Con yêu tinh đó đã đưa nương tôi đi rồi. Tôi đã thấy rồi, vậy thì sao? Ngươi nghĩ người ta có thể bán nương ngươi đi không? Ta lại hy vọng là thế, không cần tiếp tục nuôi quái vật ở nhà. Đó là nương tôi, vậy ta vẫn là thê tử ngươi. Ngươi nghe lời nương tử hay là nghe lời nương ngươi? Nhất định là thê tử rồi. Bên kia, Lâm Cửu Nương vừa tỉnh dậy đã là buổi trưa muộn rồi. Đi ra ngoài liền nhìn thấy trong sân đám Ngũ Ni và Lưu Tam Ni. Nói đi, các ngươi là muốn làm gì? Nương, con muốn quay lại, con muốn sống cùng với người. Nương, con cũng muốn đi theo người, nhưng ta không muốn quan tâm đến các ngươi. Nãy nãy ngươi, bọn họ làm thế với ngươi, nếu lát nữa đến đây xin lỗi các ngươi, nói các người tha thứ cho bà ta, sau đó để các ngươi đi theo bà ta, ngươi có nguyện ý không? Hai người trực tiếp biểu thị không muốn. Vậy thì không phải sao? Các người đã làm thế với ta, tại sao ta phải chấp nhận các người một cách vô điều kiện? Lão bà thối hãm hại các ngươi đều có thể từ chối, và các ngươi làm hại ta, tại sao ta lại không thể từ chối? Lâm Cửu Nương một lời vừa nói, khiến Lưu Tam Nhi và Lưu Ngũ Nhi hai người sửng sốt. Ta chỉ giúp ngươi một lần này thôi, ngươi là con người có ý chí, những thứ khác ta không giúp được các ngươi. Mỗi một người đều phải trả giá cho những gì mà họ đã làm đã lựa chọn. Cái giá này có tốt có xấu, đáng tiếc không liên quan gì đến ta. Hai ngày này các ngươi có thể ở đây dưỡng thương, nhân tiện hãy nghĩ về cuộc sống sau này của các ngươi. Lâm Cửu Nương nói xong liền rời đi, không thèm quản đến họ nữa. Lưu Tứ Lang qua một hồi dưới rắm, an ủi nói, Tam tỷ Ngũ Nhi vẫn còn cơ hội. Nương không phải để hai người ở lại đây dưỡng thương hai ngày sao? Người làm việc nhiều đi, nói lời tốt đẹp dỗ nương mở lòng, trái tim mềm lòng thì có thể ở lại. Thật sự không được thì đến chỗ nhị ca chen chúc, sau đó tiếp tục năn nỉ nương. Đừng nhìn nương bây giờ nhìn miệng cứng, nhưng nương vẫn rất mềm lòng. Nếu không cũng sẽ không đi cứu hai người. Miễn là thời gian đủ lâu, hãy để nương nhìn thấy lòng hiếu thảo sự chân thành của người, nương chắc chắn sẽ đổi ý. Tam tỷ phải tìm việc làm, hãy để nương giữ chúng ta lại. Đúng lúc này, Triệu trưởng quầy bước vào. Xin hỏi ông là ai? Khi tỷ muội Lưu Tam Ni nhìn thấy người nam nhân, thân thể cũng không kiểm soát được, tự giác dùng mình. Nương của các ngươi ở đâu? Ta muốn gặp mặt. Xem ra nương không có mượn được bạc, chúng ta đã gây cho nương rất nhiều phiền phức rồi, không thể gây thêm rắc rối cho nương nữa. Tôi đi với ông, đừng làm khó nương tôi. Chuyện gì cũng không hỏi rõ ràng liền vội vàng đi theo người khác, thật sự là rất ngu ngốc. Triệu trưởng quầy, dọa trẻ con có thú vị không? Triệu trưởng quầy biết tính cách của Lâm Cửu Nương, cũng lời so đo với cô ấy. Tiền thưởng 40% lần này của cô là 800 lượng, phần của cô. Triệu trưởng quầy, tôi tin vào tính cách của anh, chẳng qua nhà tôi nghèo nàn, không tiếp đãi được khách quý như anh. Ha ha ha, cô không cần khế ước bán thân của bọn họ sao? Tôi không nói là anh không biết đưa cho tôi à? Triệu trưởng quầy đối với Lâm Cửu Nương không nói nên lời, đành phải lấy ra khế ước ném cho cô. Lâm Nương Tử có muốn bàn thêm một vụ làm ăn nữa không? Không có hứng thú, đợi tôi kiếm tiền rồi nói sau. Lâm Nương Tử, vậy tôi không ở lại làm phiền nữa. Chuyện hợp tác cô cứ suy nghĩ kỹ trước đi. Cô yên tâm, chỉ cần tôi ở đây, tuyệt đối không để lợi ích của cô thiệt. Nghĩ xong thì đến Trường Lạc Phường tìm tôi. Triệu trưởng quầy nói xong liền xoay người rời đi. Lưu Tam đợi hắn đi rồi mới dám mở miệng nói chuyện. Nương, sau này ông ta sẽ không đến bắt con đi nữa sao? Người rất muốn bị hắn mang đi sao? Nương, làm sao có thể? Nếu đã không muốn thì quản nhiều việc như vậy thì làm gì? Hay là nói ngươi muốn đến Trường Lạc Phường để ăn lo uống say? Nếu ngươi muốn, ta có thể thành toàn giúp ngươi. Lát nữa ta đưa ngươi đi. Lâm Cửu Nương nói xong liền không để ý đến họ nữa, đi về phía nhà bếp. Tứ Lang, ý của nương có phải là sau này ta cũng sẽ không bị người Trường Lạc Phường đưa đi nữa? Đúng vậy, Tam tỷ, tỷ không cần lo lắng sẽ bị bắt đi nữa. Tam tỷ quá tốt rồi. Cũng ngay lúc này, Lý Tú Quyên ở cửa nói, nương thật sự là đã trở về rồi, chúng ta thật sự sẽ đưa bọn họ về sao? Cái mặt mũi này thật không biết để. Ngươi nghĩ xem, những gì ta mang về nhà bằng nửa chiếc xe ngựa. Cô nói cho ta tham lam hay không tham lam? Ngươi lại nghĩ về số bạc đi.
Tôi chắc hẳn là tham lam. Ha ha, tham là được. Cô chỉ cần làm theo những gì ta đã nói trước đó là được. Mọi thứ trong nhà sẽ đều là của cô. Nhưng à, còn chờ gì nữa? Vào đi, dù sao thì ác phụ kia cũng không có ở nhà. Lưu Lão Thái và Lý Tú Chuyên cùng đi vào sân viện. Tam Ni Ngũ Ni à? Nãi nãi, xin lỗi các con. Ngũ Ni Tam Ni, Nhị Thẩm xin lỗi các cháu. Cháu ngoan của nãi, ta đến đón các cháu về đây. Các cháu chịu ủy khuất rồi. Lưu Tam Ni và Lưu Ngũ Ni nhìn thấy cặp mẹ chồng và con dâu trước mắt, ngạc nhiên một cái. Các người là muốn làm gì? Hôm qua đã làm chuyện đó với chúng tôi, hôm nay lại muốn làm gì? Tôi nói với các người, đừng cố động vào tôi thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ liều mạng với các người. Tam Ni, con vẫn đang trách lỗi nãi nãi phải không? Đương nhiên, bà giả vờ chạy đến đây diễn kịch là muốn lừa chúng tôi quay về, sau đó bán chúng tôi đi. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không bị các người lừa nữa. Cút đi cho tôi, nếu không xem tôi đánh các người như thế nào. Lưu Tam Ni khuôn mặt trở nên hung dữ hơn, lấy ra cái chảo ra chừng ra, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn xông qua đánh bọn họ. Hai người bị dọa sợ liên tục lùi lại. Lưu Tam Ni, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Chúng ta là trưởng bối đến đây xin lỗi ngươi, đủ cho các người mặt mũi rồi. Ngươi lại không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách sáo. Chúng ta đón các người về, các ngươi lại không phải là chịu khổ cùng chúng ta. Nãi nãi chính là nãi của ngươi, bà ấy muốn bắn các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắn đi, nếu không thì là bất hiếu. Sau khi mắng xong, thái độ của Lý Thứ Quân lại dịu đi. Nếu bọn ta biết hôm nay bọn ta sẽ có tiền, đánh chết bọn ta cũng sẽ không bán các ngươi đi. Tất cả là vì không có tiền. Chúng ta hiện tại có tiền rồi, lần này chúng ta sẽ bồi đắp cho các ngươi, cho các ngươi ăn thịt, đưa ngươi đi sắm xiêm y mới. Đưa người nói gì đi, người mang tiền đưa ra cho bọn họ xem, chứng minh chúng ta không có nói dối. Lưu Lão Thái vội vàng móc túi tiền của mình ra. Lưu Tam Ni xông qua tới cho hai người họ một trận đánh to. Cút ra khỏi đây, còn tới nữa xem tôi đánh chết các người. Quá tức giận, vừa muốn mở miệng chửi mắng Lưu Tam Ni, lại thấy Lưu Tam Ni hung hăng xông về phía bọn họ. Hai người mẹ chồng con dâu bị giật mình, vội vã lao ra ngoài. Ngũ Ni, sau này nhìn thấy họ cũng không cần khách sáo với họ. Muội càng sợ họ, họ càng bắt nạt muội. Bọn họ hôm nay qua đây, chắc chắn là sùng chúc tết gà, không có ý tốt, đừng để bị chúng lừa. Nhưng Tam Tỷ, muội sợ bọn họ, bọn họ sẽ đánh muội. Đánh thì đánh lại chứ. Tình huống xấu nhất là đánh nhau với họ, xem ai sợ ai. Nếu muội không dám phản kháng, bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta dễ bị bắt nạt, sẽ luôn bắt nạt một mình muội. Lưu Tam Ni vừa quay đầu lại thì thấy Nương đang đứng đằng sau, cả người trở nên chật trội. Nương, con xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Nhìn ngươi như vậy, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi bị ta bắt nạt, tự không thấy mình sai, cứ đường đường chính chính mà đối diện với mọi người. Nương nói rất đúng, tôi cái gì cũng không làm sai, tại sao phải cảm thấy tội lỗi? Nương, con biết rồi, lần này thể hiện không tồi, lần sau lão bà đó còn dám đến nhà ta, cứ như vậy đuổi bà ta ra ngoài cho ta, nhà ta không hoan nghênh lão bà đó tới. Lâm Cửu Nương nói xong, quay lại bếp tiếp tục làm đồ ăn cho mình. Nương vừa nãy là biểu dương mình sao? Ngũ Ni, muội có nghe thấy không? Nương có phải đang khen tỷ không? Lưu Lão Thái, mẹ chồng con dâu hai người họ gây rắc rối cho Lưu Tam Ni và Ngũ Ni mấy ngày liền đều không có kết quả. Vào một ngày kia, Lưu Tam Ni không nhìn thấy Lưu Lão Thái hai người mẹ chồng con dâu họ. Cô quyết định đưa Lưu Ngũ Ni cùng đi cắt cỏ heo. Lưu Tam Ni, tôi khuyên cô không nên chọn nương của cô. Chọn cô ta, tôi sợ đến lúc đó không ai dám đến nhà cầu hôn. Tôi xem cô kết hôn như thế nào. Không lấy được chồng cũng không đến lượt cô lo lắng. Cô có thời gian ở đây lo lắng cho tôi, tốt hơn là về lo lắng cho con gái của cô đi. Cô ấy béo tốt như vậy, cũng đã có ai đến hỏi qua chưa? Lý Đại Khẩu trực tiếp bị nghẹn đến thể không nói được gì, chỉ có thể tức tối rời đi. Tam tỷ, chúng ta đã làm việc chăm chỉ như vậy rồi, nương sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Chắc là có thể, ai biết được chứ? Tam tỷ, tỷ nói nãi nãi thật sự trở nên tốt hơn sao? Muội động lòng rồi sao? Lưu Lão Thái tìm gặp riêng Lưu Ngũ Ni. Lưu Tam Ni cũng biết, tất cả đều phải xem sự lựa chọn của Lưu Ngũ Ni. So với viên đạn mọc đường thì tôi càng tin lời nương hơn. Trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Tam tỷ, nãi nãi nói rồi, chỉ cần muội muốn về nhà, mỗi ngày đều hầm thịt cho muội ăn, còn nữa mua cho muội y phục mới, cho muội ăn đồ ăn ngon. Món điểm tâm hôm qua người lấy cho muội ăn rất ngon, rất thơm và ngọt. Muội sau này đừng hối hận là được. Nương không phải lần nào cũng cho cơ hội, bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không có lần sau nữa. Mình muốn sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Nãi nãi, bọn họ thời gian này đều là ăn ngon uống say, hơn nữa y phục mặc đều là đồ của người giàu, không giống chúng ta. Tam tỷ, tỷ thật sự không động lòng sao? Ta chỉ có trái tim lạnh, muội tự mình nghĩ kỹ đi. Nương đã cứu muội hai lần rồi, theo tính cách của nương sẽ không có lần thứ ba nữa. Lúc này Lưu Lão Thái liền đi tới. Tam Ni, Ngũ Ni, các cháu đều ở đây sao? Chết tiệt, Lâm Cửu Nương đồ ác phụ này lại để cho các cháu cắt cỏ heo, thật sự là quá tệ rồi. Cùng về nhà với ta, con gái trong nhà cũng phải nuôi dạy thật tốt.
lần sau còn dám mắng nương ta, xem ta đánh chết bà. Mau cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bà. Mặc dù Lưu lão thái đã vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng tạo ra một nụ cười rạng rỡ, làm cho anh ấy trông thân thiện hơn. Sammy nghĩ đi, đừng làm như vậy, cùng về nhà với ta. Hôm nay trong nhà mua thịt lợn còn rất gà, ta là đến để gọi các cháu về nhà ăn cơm. Nãy còn nói nhị thẩm của các cháu để lại chân gà cho cháu, tỷ muội con cùng nãy về nhà ăn chân gà. Sam tỷ không muốn ăn sao? Đi ngủ đi, cùng nãy nãy về nhà. Nãy nãy cho con ăn chân gà lớn, con chuẩn bị cho con y phục mới thật đẹp, chắc chắn con mặc lên sẽ rất đẹp. Con có hồng tảo cao, hôm qua con cũng ăn qua rồi, hương thơm nếp còn rất ngọt. Đây là nãy nãy lén để lại cho con đó. Lưu Vũ Ni không nhịn được liền đi tới chỗ Lưu lão thái, nhưng Lưu Tam Ni lại mở miệng nói Vũ Ni, muội đã nghĩ kỹ chưa? Sammy à, con cũng đi với nãy nãy. Lần này nãy nãy đối với con là đáng tin, đảm bảo cho con ăn lo uống say. Việc gì cũng không cần làm. Lưu Tam Ni cũng không còn quên Lưu Ngũ Ni nữa, mà hung hăng nhìn về phía Lưu lão thái, giống như bà ta chỉ cần nói thêm câu nữa cô liền đánh. Ngũ Ni, Tam tỷ của con không có cái diễm phúc này. Vì nãy nãy đưa con về đường phúc. Bắt đầu từ hôm nay, ngày tốt đẹp của con đến rồi. Sau này mỗi ngày con chỉ cần ăn mặc thật đẹp, việc gì cũng không cần làm cả. Lưu Ngũ Ni rất vui mừng, hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh hoang tưởng mà Lưu lão thái nói, đã sớm quên mất Lưu Tam Ni, không chút do dự đi theo Lưu lão thái. Lưu Tam Ni nhìn bóng lưng bọn họ đi xa. Những điều này không liên quan tới ta, Lương nói rồi, đi trên con đường mình đã chọn. Lưu lão thái cuối cùng vẫn là lừa được Lưu Ngũ Ni trở về. Lâm Cửu Nương lại không để ý, cô quyết định mang theo Lưu Tam Ni và Lưu Tứ Lang hướng tới con đường thịnh vượng. Nương, Ngũ Ni đi với nãy nãy rồi, ta biết mà. Vậy sao ngươi không đi cùng? Con không đi, con chỉ muốn đi theo nương. Ta đồng ý, ngươi theo ta từ bao giờ chứ? Lưu Tam Ni, ngươi vẫn là quay lại đi theo bọn họ đi. Bây giờ bọn họ có tiền rồi, ngươi theo bọn họ ăn ngon hưởng lạc. Con có y phục mới để mặc. Con không theo họ, cái này chỉ sợ lại là thủ đoạn mới của họ thôi. Đó chính là viên đạn bọc đường mà nương nói. Nếu thật sự thương chúng con, làm sao có thể lặp lại điều đó? Với chúng con hết lần này đến lần khác, những gì bọn họ đang làm bây giờ, chẳng phải là để cám dỗ con trở về. Sau đó không biết sẽ làm gì với chúng con. Con sẽ quay lại với họ trừ khi con ngốc. Ngươi có thể ở lại đây, nhưng mà phải làm việc, không chỉ là giặt rũ và nấu ăn. Con phải xuống ruộng trồng trọt, lên núi đốn củi. Ở đây ta không nuôi người nhàn rỗi, muốn ăn thì phải làm việc. Cũng giống Lưu Tứ Lang vậy. Nương, con cái gì cũng làm được, người cho con ở lại, con khó khăn gì cũng chịu. Ngươi muốn ở lại thì ở lại, không làm được việc thì đừng ăn cơm. Dù sao ta cũng không nuôi người nhàn rỗi. Ha ha, nương, con nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Con xin thề, đừng nói với ta những thứ vô dụng đó. Ta không muốn nghe. Đi dọn bàn đi, chuẩn bị ăn cơm. Lâm Cửu Nương nói xong thì liền đi vào chủ phòng. Lưu Ngũ Ni lại chạy tới. Tam tỷ chân gà cho tỷ ăn. Cái này vừa rồi lúc ăn cơm, muội không nỡ ăn, lén mang qua đây cho tỷ. Tỷ nếm thử xem rất thơm. Ta không ăn, muội tự mình ăn đi. Hi hi, Tam tỷ, muội trước giờ chưa được ăn nhiều thịt như vậy. Vừa rồi nãy nãy chỉ muốn đưa hết thịt cho muội ăn. Tỷ không biết đâu. Lưu Tam Ni trực tiếp ngắt lời Lưu Ngũ Ni. Muội đến đây là muốn nói với ta chuyện này sao? Nếu muội không còn chuyện gì thì đi đi, ta còn có việc phải làm. Tam tỷ, có phải tỷ không muốn gặp muội không? Muội giấu đùi gà tới cho tỷ ăn. Tỷ không ăn thì thôi. Tại sao đối với muội lại giận? Được rồi, muội đừng nói nữa, về đi, ta còn có việc phải làm. Sau này đừng đến tìm ta nữa, nếu không muội làm bọn họ không vui. Ta sợ bọn họ sẽ đánh muội. Sẽ không đâu, nãi mãi và nhị thẩm đều nói rồi, bọn họ sẽ không đánh muội, cũng không để muội làm việc. Muội vừa ăn xong muốn đi rửa bát, nhị thẩm con đuổi muội ra ngoài rồi. Muội cái gì cũng không cần làm. Tam tỷ, tỷ về nhà nãi nãi với muội có được không? Bây giờ chúng ta ở nhà nãy nãy ăn ngon hưởng lạc. Cái gì cũng không cần làm. Ngũ Ni, muội mau về đi, ta sau này sẽ đi theo nương, cho dù là bọn họ mỗi ngày đều cho ta ăn đồ ăn ngon, không cần ta làm việc, ta cũng sẽ không bỏ nương. Nếu muội tìm ta chỉ để nói những điều này, TH không cần nói nữa, muội mau về đi, muội tự chăm sóc tốt bản thân đi. Ngũ Ni lúc này cũng không biết nên nói gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Tam tỷ thật không biết tốt xấu. Tôi bảo tỷ ấy đi cùng tôi đến nhà nãy nãy ăn ngon uống say. Tỷ lại không nghe lời tôi. Tam tỷ thật đáng ghét, sau này tôi không muốn gặp Tam tỷ nữa. Tôi sẽ cho Tam tỷ một cơ hội nữa. Bây giờ tỷ ấy gọi tôi lại, xin lỗi tôi, theo tôi đến nhà nãy nãy, tôi sẽ tha thứ cho tỷ ấy. Cho đến khi Lưu Ngũ Ni đi xa rồi, cũng không đợi được Lưu Tam Ni gọi lại. Nãy nãy lần này lỗ vốn rồi, thủ đoạn không nhỏ. Hy vọng Ngũ Ni không sao. Lưu lão thái cùng Lý Tú Quyên theo dõi mọi thứ bí mật từ xa. Lưu Ngũ Ni con ngốc vô dụng, mang cả đùi gà,
cũng không thể lừa được Lưu Tam Ni quay về nhà. Hừ, còn không phải sao? Đùi gà kia để lại cho Lưu Quân ăn, để bồi bổ thân thể cho nó tốt biết bao. Một cái đùi gà bị mất vô ích. Nương, người nói thật đi, tại sao lại muốn bọn họ quay lại? Thời gian này chạy qua chạy lại cũng tốn rất nhiều tiền. Tổn thất rồi, người thiện cận như ngươi thì biết cái gì? Ta nói cho ngươi biết, đưa được bọn họ về nhà, trong tương lai, lợi ích này sẽ thu lại gấp 10 lần trăm lần. Đi về nhà rồi nghĩ cách khác. Nương, nếu không người nói với ta, nói xem vì lý do gì đi, cút. Để ta yên. Lưu Tứ Lang cũng về đến nhà vào giờ ăn cơm. Nương, người làm món gì có ngon không? Thật thơm quá. Lưu Tứ Lang, ngươi có tin hay không, ta trực tiếp ném ngươi ra ngoài. Rửa tay trước khi vào ăn. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết điều đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, điều này cũng không biết. He he nương, không thể trách con được. Món ăn do người nấu quá thơm ngon rồi. Thơm đến nỗi con muốn quên hết mọi thứ. Chỉ muốn ăn thôi, cút cho ta. Đây là lý do cậu không rửa tay sao? Cậu có nói nhiều lời tốt đẹp hơn cũng vô dụng. Sau khi Lưu Tứ Lang rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, nhưng lại biết đây là ruột heo xào, đột nhiên không dám ăn nữa. Lâm Cửu Nương không quan tâm họ nghĩ gì, gắp thêm một miếng ruột heo xào trực tiếp cho thẳng vào miệng. Một mặt đắm say, rất ngon đúng là mùi vị này, nếu thêm chút bột ớt nữa, hay là thêm chút bắp cải muối vào. Mùi vị này càng tuyệt vời hơn, cay và rất ngon, người ở thời đại này thật là lãng phí đồ. Món ăn ngon như vậy lại để cho chó ăn. Nhìn thấy nương mình ăn có chút ngon, Lưu Tứ Lang có chút tham lam, nhưng lại không dám động đũa. Tam tỷ, cái này thực sự được làm từ ruột lợn sao? Ruột heo là cho chó ăn mà. Hừ, ta nói dối để làm gì? Bọn họ không dám ăn, vậy tôi có thông thông khoái khoái ăn lo rồi. Vì vậy, tôi không nói với bọn họ rằng nó rất ngon. Điều đó là không thể nào. Người không ăn là đồ ngốc. Nếu không ăn được, nương sao có thể ăn? Lại còn ăn ngon như vậy. Lưu Tam Ni cắn răng quyết tâm thử một miếng. Thật là ngon quá. Đây là món ăn thần tiên gì vậy? Tam tỷ, có ngon không? Không ngon một chút nào. Rất là khó nuốt. Đệ nhất định đừng ăn. Nói xong Lưu Tam Ni liền không để ý đến Lưu Tứ Lang nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lưu Tứ Lang càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Các người là đồ tồi. Các người sợ là đang nói dối tôi. Lưu Tứ Lang, tôi đối với các người là hết lòng. Các người lại đang trêu đùa tôi. Đây không phải là bắt nạt tôi sao? Lưu Tứ Lang cũng không còn do dự nữa, trực tiếp gắp nên ăn ngấu nghiến. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã ăn hết. Ha ha ha. Không phải các người nói có mùi hôi khó chịu không thể ăn sao? Sao vừa rồi tranh nhau ăn vui vẻ như vậy, ngay cả chút cẩn thừa cũng không bỏ qua. Và mặt sao, nương con làm sao biết? Ruột già lợn cho chó nó còn ghét bỏ. Sau khi nương xử lý lại trở nên ngon như vậy. Đúng vậy, nương, quá ngon rồi, nếu được ngày mai lại làm món này ăn đi. Con vẫn muốn ăn nữa. Chuyện của ngày mai hắn nói. Bây giờ ăn xong rồi thì dọn dẹp chỗ này. Lát nữa qua đây ta có chuyện muốn nói. Trong chốc lát, tỷ đệ hai người đã dọn dẹp xong, đi đến trước mặt Lâm Cửu Nương. Các ngươi có muốn kiếm tiền không? Đương nhiên là có. Chỉ cần có thể kiếm tiền, nương nói thế nào thì con làm thế đó. Vậy bây giờ ta để ngươi đi làm kẻ trộm, ngươi đi không? Trộm cướp kiếm tiền nhanh chóng. Nương, cái này khẳng định là không được. Hừ, biết không được là được rồi. Khi nói chuyện, hãy não ra suy nghĩ rồi mới nói. Những lời ngươi nói đều có lỗ hổng. Nếu ngươi làm kinh doanh hay quan chức, bị đối thủ của ngươi bắt được lỗ hổng trong lời nói của ngươi, sợ là ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nương, con xin lỗi. Con sai rồi, biết sai thì hãy nhớ kỹ. Chúng ta sẽ làm kinh doanh bán nội tạng lợn xào. Nương, nội tạng lợn là gì? Chỉ là ruột lợn cùng với một ít nội tạng xào với nhau. Nương, người có chắc là có người ăn không? Ha ha, vừa rồi khi ăn ruột giả lợn, ai tranh ăn vui nhất? Ai nói nó vừa hôi vừa bẩn cho chó còn chê? Cuối cùng chính mình còn không phải ăn từng miếng lớn. Các người nói cho ta là ai nói những điều này? Tỷ đệ hai người, he he miệng cười lớn. Một cái không nhịn được liền quy qua nịnh hót. Ha ha, nịnh hót ít thôi. Chúng ta khi làm ăn là huynh đệ. Mẫu tử cũng vậy, ta cũng không lợi dụng các ngươi. Vậy đi, sau khi khấu trừ chi phí, ta lấy 60% lợi nhuận. 40% còn lại chia cho tỷ đệ hai người các ngươi. Nhưng hai tỷ đệ các ngươi phải chịu trách nhiệm dọn dẹp và bán hàng. Lưu Tam Ni và Lưu Tứ Lăng tranh nhau mở to đôi mắt. Nương thật sự muốn chia tiền cho bọn họ. Lại làm sao vậy? Các ngươi chỉ ít, làm người cũng đừng quá tham lam. Cho mỗi người 20% đã là rất nhiều rồi. Lại còn muốn nhiều hơn sao? Ta một văn tiền cũng không chia cho các ngươi. Nếu các ngươi vẫn đòi hỏi như vậy. Nương, bọn con không có. Nương ơi, bọn con không có. Hi hi. Nương, người không cần phải chia tiền cho chúng con. Người cứ giữ nó đi. Nương đã quản chúng con ăn ở. Có tiền cần tiêu nhiều nơi. Ngoài ra, tất cả đều là cách của nương. Kiếm được tiền tự nhiên đều là của nương. Chúng con không cần, ha ha. Đã nói trả tiền cho ngươi thì sẽ trả tiền cho ngươi. Cho các ngươi tự giữ nó, để dành sau này làm của hồi môn hoặc quả hứa hôn cho mình. Để làm gì cũng được, ta không quản.
Lâm Cửu Nương quyết định nhận Lưu Tam Ni vào nhà, dẫn bọn họ đi làm giàu. Một buổi sáng sớm, Lâm Cửu Nương liền đến nhà người bán thịt trương thu mua nội tạng lợn. Ha ha, Cửu Nương, cô lại muốn những thứ cho chó ăn này. Nhà cô hẳn là có nhiều chó. Nếu một ngày không ăn cho xong, nếu để đến ngày mai sẽ bốc mùi kinh khủng. Coi như cô là khách hàng quen của tôi, cô có thể lấy đi tùy thích. Lần này không lấy tiền của cô, Trương Trư Phu, ông có bao nhiêu nội tạng lợn, tôi lấy hết. Ông xem bao nhiêu tiền là phù hợp. Tất cả sao? Nếu cô muốn tất cả, tôi bán cho cô 10 văn tiền đi. Những thứ như này đều không ai muốn. Trước đây tôi cũng là tặng người nhà nuôi cho ăn. Trương Trư Phu giá tiền lương thực rất hợp lý. Nội tạng lợn ngày mai vẫn giữ lại cho tôi. Tôi sẽ đến mua. Lâm Cửu Nương cũng không mặc cả với hắn. Sau khi đưa tiền rồi liền cầm đồ về. Tiền ăn lại mua nội tạng lợn cho chó cũng không ăn này. Đúng thật là lãng phí. Tại sao không tiêu tiền ăn để mua thịt ngon của nhà tôi? Nương, người đi nghỉ ngơi đi, con và Tam Thủy xử lý chúng là được. Mùi này cũng quá nồng rồi. Ha ha, xem như cậu cũng có chút lương tâm. Làm cho tốt, tôi trông chừng các người. Lâm Cửu Nương mua về rất nhiều nội tạng heo, xử lý cũng thật không dễ dàng. Bọn họ tiếp tục làm sạch cho đến chiều mới hoàn thành. Ngay khi họ chuẩn bị nghỉ ngơi, Lưu Nghị Lang và Lưu Ngũ Ni từ ngoài bước vào. Tam Ni, Tứ Lang, các người đang làm gì vậy? Tôi đi từ xa đã ngửi thấy mùi hôi, hối chết mất. Tam Tỷ, Tứ Ca, Nương đã nghèo đến mức để các người ăn những thứ cho chó. Chó cũng khinh thường, không ăn nội tạng heo. Nhị ca, Ngũ Ni, sao các người lại tới đây? Có chuyện gì? Tam Ni, Tứ Lang, cùng chúng ta về nhà nãi nãi đi. Nhìn xem các người đang sống thế nào. Đều phải ăn những thứ nội tạng heo hôi thối này. Thật quá xấu hổ rồi. Tất cả các người đều đến nhà nãi nãi đi. Không thiếu các người bắt cơm. Nương sống cuộc sống của một người cũng có thể sống tốt hơn một chút. Nãi nãi hứa sẽ xây cho chúng ta một ngôi nhà mới. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới. Các người cùng ta quay về. Sẽ là ngôi nhà lớn nhất và hào hùng nhất trong làng. Nãi nãi nói rồi, sau khi xây xong sẽ cho chúng ta mỗi người một phòng. Tứ ca, Tam Tỷ, các người mau quay về đi. Chúng ta cũng sẽ sắp xếp cho người một phòng. Nghe lời nhị ca đi, theo ta quay về còn hơn đi theo nương chịu khổ. Các người tự đi quanh làng hỏi thử xem, bây giờ danh tiếng của nương đã nát đến mức nào. Sau khi theo nương, chuyện hôn nhân của hai người đều rất khó nói. Nương bây giờ là một vật cản, người sẽ liên lụy tới các ngươi. Lưu Tam Ni và Lưu Tứ Lang, hai người mặt đều lạnh xuống. Lưu Tam Ni trải qua nhiều rồi còn có thể chịu đựng được, Lưu Tứ Lang chịu không nổi. Nếu các người muốn sống trong ngôi nhà lớn của mình thì hãy sống trong đó đi, không ai quan tâm. Nhưng tôi không chịu đựng được khi các người nói nương như vậy. Đặc biệt là ngươi, Lưu Ngũ Ni, ngươi là một con sói mắt trắng. Ngươi 5 lần 7 lần xảy ra chuyện đều là nương đi cứu ngươi. Bây giờ ngươi đã khỏi rồi, vết sẹo không còn đau nữa, dẫn theo người khác xỉ nhục nương tôi, ngươi vẫn không phải là người. Lưu Tứ Lang càng nói càng tức giận. Khi các ngươi gặp khó khăn, nương lại không phải là gánh nặng nữa. Thảo nào nương lại trở thành thế này. Tất cả là bởi vì các ngươi đã hoàn toàn làm lạnh trái tim của nương. Tôi nói cho các ngươi biết, sau này các ngươi có xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin nương giúp các ngươi nữa. Bởi vì các ngươi không xứng đáng, cút cho tôi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã làm gì sai? Đi theo nương chỉ thêm chịu khổ chịu tội. Mỗi ngày còn phải làm vô số việc, còn phải ăn những thứ hôi thối này nữa. Ngay cả chó cũng không muốn ăn nội tạng heo. Tôi cũng chịu không nổi. Tôi rõ ràng có thể sống một cuộc sống tốt và thoải mái hơn. Tại sao phải đi theo nương? Ta là nhị ca của đệ, sao đệ có thể nói chuyện với ta như vậy? Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp. Nương không thể cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp. Vậy chúng ta theo nãi nãi sống một cuộc sống tốt đẹp. Có vấn đề gì sao? Đệ không muốn sống một cuộc sống tốt, chúng ta không ngăn cản đệ. Còn Tam Ni, qua mấy tháng nữa rồi muội sẽ rõ điều đó. Đi theo nương, bà ấy có thể cho muội những gì? Muội quay về với chúng ta. Tới lúc đó nãi, nãi khẳng định nói sẽ gả muội vào gia đình tốt. Lưu Tam Ni rút chảo ra, ý muốn xông lên và giết hết bọn họ. Lưu Nhị Lang và Lưu Ngũ Ni thấy vậy trực tiếp bắt chân lên chạy. Cút ra ngoài, không được phép các người quay lại. Quay lại, ta đánh chết các ngươi. Không tồi, tất cả cũng làm xong rồi. Còn phải không? Tất cả đã làm xong rồi. Nương tiếp theo là làm gì? Theo ta vào chủ phòng, ta dạy các ngươi xào lòng heo. Lâm Cửu Nương dẫn người vào chủ phòng, thể hiện kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của cô ấy. 3 lần, 5 lần và 2 lần là xong rồi. Nấu ăn nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Xem qua một lượt Lưu Tam Ni đã học được chưa? Con cảm thấy cũng tương tự, con muốn luyện qua một chút. Những thứ này để lại ở đây, chờ buổi tối sau khi mang quầy hàng về cô đến làm. Đã xem rất nhiều lần, hỏi rất nhiều câu hỏi. Nếu làm ra món lòng heo xào không đạt đến trình độ 8 điểm của tôi, cô cũng không cần nấu ăn nữa. Không, có tài. Lâm Cửu Nương dẫn bọn họ đến thị trấn An Lạc, bắt đầu bày hàng. Nương, chúng ta sẽ mở quầy hàng ở đây sao? Người có chắc là ở đây sẽ có người đến mua không? Những người dân làm việc ở đây đều là người nghèo, làm sao mà chi tiền ra để ăn? Lưu Tứ Lang không cần nghi ngờ lời nói của ta, cậu cứ bán cho tốt hàng của cậu. Tứ Lang, đệ nói gì vậy? Đệ lại nghi ngờ lời của nương, muốn bị đánh có phải không?
Đệ không có, làm sao dậy có thể nghi ngờ lời của mẹ. Tam tỷ, đừng làm nói oan đệ. Nương nói không hiểu thì phải hỏi. Đệ chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên không nhịn được mới mở miệng hỏi sao. Còn nói nữa, ở chợ sẽ có nhiều người hơn. Người giàu cũng rất nhiều. Người mua không phải sẽ nhiều hơn sao? Đúng là như vậy, cậu nghĩ qua nó chưa? Nếu ai đó hỏi cậu những thứ này được làm bằng gì, chưa biết là làm ra từ nội tạng lợn, cậu nghĩ rằng có ai khác sẽ mua nó không? Người giàu tự nhiên sẽ không thèm ăn những thứ này, cho dù là làm rất ngon cũng sẽ không đến mua. Nương, không có ai mua, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đã đồng ý bán hàng giao cho các người tự làm nhé. Nương, xin hãy nói cho chúng con biết, một lần này thôi, tự mình nghĩ hay học hỏi những người khác? Hãy tự nghĩ về những người làm kinh doanh khác, làm thế nào để thu hút kinh doanh? Nương, con hét lên rồi, nhưng một văn tiền một thìa có quá đắt không? Sẽ có người ăn chứ? Cậu không ăn thử làm sao biết? Miệng mày díu dít ở đây thì có thể nói rõ hơn không? Lưu Tam Mi, thật sự không chịu được tên đệ đệ ngốc này nữa. Mua lòng xào dưa đi, hương thơm mỹ vị rất ngon, hơn nữa là món nội tạng lợn siêu ngon. Mọi người có thể thử trước khi mua. Một văn tiền một muỗng, mại dô tới mua. Tam Mi, nhà đầu này vẫn có chút đầu óc. Tam tỷ, sao tỷ lại làm vậy? Sẽ không thua lỗ sao? Những thứ có mí mắt nông chưa từng thấy trước đây, chưa bao giờ ăn thịt lợn nhưng từng thấy lợn bỏ chạy, không muốn buông con, không bẫy được sói. Câu nói này đã nghe qua chưa? Họ chưa từng ăn cũng không biết lòng lợn này ngon không. Đệ có sợ nội tạng lợn sau khi nếm thử không? Tam tỷ, tỷ ngày càng giống nhau rồi. Một dòng người vô tận đến nếm thử một miếng, tất cả đều ngạc nhiên. Lại có một hàng dài tới. Ngày đầu tiên mở cửa hàng lòng xào dưa siêu ngon, một văn tiền một muỗng. Ngày mai bắt đầu hai văn tiền một muỗng trước, hai muỗng ba văn tiền. Thêm một lát nữa thì đã bán hết. Nương bán hết rồi, hết cái gì? Ta không có mù, bán xong rồi thì đi về nhà. Nương ngày mai còn đến không? Vừa rồi có mấy đại thúc nói với con, nói chúng ta hãy làm thêm vào ngày mai. Bọn họ đều nói là rất ngon, còn nói muốn mang một ít về cho gia đình ăn thử. Có tiền không kiếm là kẻ ngốc sao? Ngày mai khẳng định sẽ đến. Đại thúc, nương cháu nói rồi, có tiền không kiếm được là kẻ ngốc, ngày mai chúng tôi vẫn sẽ tới. Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn một chút. Lưu Tứ Lăng đúng là một thằng ngốc, may mà nó không phải con tôi. Lưu Tứ Lăng đúng là hơi ngu ngốc. Chúng ta quen là được rồi, phí lời ít thôi, nhanh chóng thu dọn về nhà. Lưu Tam Mi dưới sự hướng dẫn của Lâm Cửu Nương rất nhanh sẽ học được cách xào lòng heo. Trong 10 ngày tiếp theo, Lâm Cửu Nương mang theo tỷ đệ bọn họ đi sớm về khuya, phát tài trong im lặng, giấy không thể gói được lừa. Không may bị một người dân trong làng phát hiện, khiến toàn bộ dân làng đều biết. Lâm Cửu Nương cũng không đồng ý. Đám dân làng đến nhà muốn nếm thử thứ mới mẻ. Lâm Cửu Nương giảm giá cho họ và tặng họ một bài học. Hôm nay Lâm Cửu Nương mua nội tạng heo về vừa đi đến cửa làng. Lâm Cửu Nương, chúng ta đều là cùng làng, mua nội tạng lợn nhà cô có rẻ hơn không? Miễn phí cho cô có muốn lấy hay không? Tôi cũng đâu có nói là không trả tiền, chỉ muốn cho cô bán rẻ hơn thôi. Cô cũng đừng như vậy. Ta quá đáng. Hay là cô tham lam? Người trong làng mua đã được giảm hơn giá thành rồi. Một văn tiền một muỗng, tôi chọn bán ra còn có thể bán hai văn tiền một muỗng. Còn không đủ rẻ sao? Còn rẻ hơn nữa, đó không phải là tặng miễn phí cho người sao? Haha, cô đang đùa ai vậy? Những nội tạng lợn này không có giá trị gì cả. Cho dù cô tặng tôi một ít miễn phí thì đã sao? Tất cả đều là người cùng làng, Lâm Cửu Lương sao có cô lại nhỏ nhen như vậy? Keo kiệt ư? Sau này người trong làng muốn mua nội tạng lợn của nhà tôi để ăn, bên ngoài bán giá bao nhiêu các người cũng là như vậy, đối xử bình đẳng. Hãy nhớ, mọi chuyện như vậy đều là do Lý Đại Khẩu ngươi gây ra. Cô tại sao lại tăng giá? Cô đi ăn cướp sao? Cô sao lại đối xử với người dân trong làng như vậy? Cô thật sự rất tàn nhẫn. Nếu tôi là cô, tôi không còn có mặt mũi ở lại làng nữa. Lâm Cửu Nương không thèm để ý đến bọn họ nữa, đang chuẩn bị rời đi. Lý Đại Khẩu vừa nhìn thấy Lâm Cửu Nương muốn đi, trực tiếp ngăn Lâm Cửu Nương lại. Cô đừng đi chứ. Cô phải nói rõ ràng với tôi, tại sao lại tăng giá đối với chúng tôi? Rõ ràng là thứ cho chó, chó còn chê. Cô lấy để bán, vẫn còn tính nhiều tiền như vậy. Có người nào vô sỉ như vậy không? Ta đã nói rồi, là bởi vì cô, Lý Đại Khẩu. Cô muốn ăn lòng lợn xào thì tự làm đi. Tôi bán những thứ mà chó còn chê, là bản lĩnh của tôi. Cô đây là ghen tức sao? Mau tránh ra khỏi đây cho tôi. Hay là nói cô muốn thảo luận chiêu thức với tôi? Ai muốn thảo luận với cô? Tôi là một người yêu hòa bình, tôi đang giảng đạo lý với cô. Tóm lại, cô tăng giá là không đúng. Cút ngay đi cho tôi. Nếu thấy lòng lợn xào đắt thì các người đừng mua. Lâm Sử Nương vừa về đến nhà, Lưu Tứ Lang và Lưu Tam Mi cũng đi về. Là chuyện gì vậy? Sao các ngươi mệt thành thế này? Nương, họ ngồi bệt xuống đòi tăng giá. Đúng thật là không cần mặt mũi. Điều đó không tốt cho chúng ta.
trực tiếp tăng lên 50 văn tiền một bộ. Nội tạng lợn 50 văn tiền một bộ. Các ngươi đã mua chưa? Nương, con chỉ không thông minh thôi, cũng không phải kẻ ngốc. Đột nhiên tăng thêm 30 văn tiền. Chúng ta làm bao lâu mới có thể kiếm được 30 đồng này? Con không mua của ông quá đắt. Đúng vậy, nương, con và tứ lang đã tính với nhau rồi, cảm thấy không hợp lý thì không mua. Chúng con đã đến các thị trấn khác để mua. Khi các thị trấn khác nghe thấy chúng con trả 10 xu để mua, không nói hai lời trực tiếp đóng gói đưa cho chúng con. Nốt hôm nay ngày mai không làm công việc kinh doanh này nữa. Cái gì không làm nữa? Nương, là tại sao vậy? Không phải vẫn kiếm được tiền sao? Tại sao không làm nữa? Nội tạng lợn trong thị trấn chúng ta rất đắt, nhưng chúng con có thể đến thị trấn khác mua được mà. Chúng con không sợ mệt, có đúng không? Tứ lang, đúng vậy. Nương, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng con không sợ vất vả. Con đã tiết kiệm được 5 lượng bạc rồi. Con trước giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nương, con không muốn bỏ cuộc. Các người yên tâm, chúng ta không làm việc này. Con có thể làm những việc khác. Đi theo ta còn sợ không kiếm được tiền sao? Đừng ở đó than vãn nữa. Làm việc phía bên kia. Lý Đại Khẩu quảng cáo rầm rộ ở lối vào làng. Nội tạng lợn Lâm Cửu Nương tăng giá ác. Lưu Lão Thái được Đà lại càng nói xấu. Lúc này Trương Bảo Thành đi tới. Xin cho hỏi nhà Lâm Cửu Nương ở đâu? Ngươi là ai? Ngươi tìm ác phụ đó làm gì? Trương Bảo Thành không nhanh không chậm nói ra thân phận của mình. Thành công từ miệng của dân làng, biết hướng đi tới nhà của Lâm Cửu Nương. Bà đây trông cũng đã già rồi, lịch sự khi nói chuyện chút. Cẩn thận sau khi chết xuống địa ngục, bị rút lưỡi, tầng thứ nhất của địa ngục rút lưỡi. Tôi thấy bà sẽ trải qua điều đó sau khi chết. Trương Bảo Thành nói xong liền đi, cũng không cần biết sắc mặt Lưu Lão Thái xấu đến mức nào. Lưu Lão Thái một mặt khó hiểu, bị một người lạ buộc tội như vậy, tức giận tới mức mũi quan lệch lạc, thật sự đáng ghét. Nam nhân hoang dã chui từ đâu ra? Hắn dám nói như vậy với tôi, thật là con chó tọc mạch vào chuyện người khác. Tôi nghĩ hắn ta là một con cóc muốn nhảy khỏi vách đá để trở thành người rơi. Lưu Thẩm, bà đừng mắng nữa, người này chúng ta chọc không nổi. Hắn là Trương trưởng quầy của ở Tùng Hạc Lâu, chúng ta không thể chọc được. Tôi không quan tâm hắn ta là người của Tùng Hạc Lâu hay là Giã Hạc Lâu. Tôi bây giờ cũng là người có thân phận. Ai sợ Tùng Hạc Lâu chứ? Nhà hàng lớn nhất thị trấn Tùng Hạc Lâu. Lưu Thẩm, Lâm, Cửu Nương cùng Tùng Hạc Lâu trưởng quầy là có quan hệ. Sau này tốt nhất đừng chọc vào cô ta. Cẩn thận cô ta ám toán khiến bà vấp ngã. À, ác phụ kia lại cùng trưởng quỹ Tùng Hạc Lâu ngoại tình. Đúng là Lão Thái Thái đang hút cháo. Vô sỉ hạ lưu, cô có người trông lưng, chẳng lẽ tôi lại không có sao? Lưu Lão Thái bước chân vội vàng đi về phía thị trấn. Bên kia Trương Bảo Thành cũng tìm được nhà Lâm Cửu Nương. Lâm Nương Tử đã lâu không gặp, Trương trưởng quầy có việc tìm đến sao? Ha ha, Lâm Nương Tử nói quả không sai, tôi là muốn mua công thức xả nội tạng lợn của cô. Quy tắc cũ ra giá đi, giá cả phù hợp, dạy ông cách xử lý chất thải lợn, tặng miễn phí. Lâm Nương Tử, đây cũng không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi cũng không chiếm tiện nghi của cô. Đơn hàng này tôi trả 20 để mua, cô nghĩ xem được không? Lâm Cửu Nương cảm thấy giá cả hợp lý. Sau khi hai bên đồng ý, Trương Bảo Thành liền rời đi. Hai người quyết định buổi chiều Lâm Cửu Nương đi bán lòng heo xào lần cuối cùng, tiện đi gửi công thức. Mà một cảnh này bị Lý Tú Quyên nhìn thấy. Lâm Cửu Nương, người nam nhân vừa rồi là người mới của cô có phải không? Ông ta trông già hơn một chút, quần áo lụa là sáng bóng, tính tình mạnh mẽ ngay thẳng, nhìn một cái đã biết là người giàu. Nhìn lại tên vô dụng nhà mình, lại xem người mới mà Lâm Cửu Nương tìm được, đúng là càng nghĩ càng tức giận. Lâm Cửu Nương, cô thật là không biết xấu hổ, chưa sửa được bao lâu thì tìm được máy ấm mới. Có cần hay không tôi giúp cô gọi tất cả lão già độc thân trong làng qua đây? Cô sao lại biết rõ như vậy mà còn quen thuộc như thế? Có phải là vì Lưu Thanh Hà không được, cô thường tìm gặp mấy lão già cô độc trong làng nên giờ mới quen thuộc tới vậy? Lâm Cửu Nương, ăn nói hàm hồ, hỏng danh tiếng của tôi liều mạng với cô. Lý Tú Quyên nói xong liền chạy về phía Lâm Cửu Nương. Cô nãi nãi của tôi ơi, cô lại tới đây kiếm chuyện làm gì? Ông là đồ vô dụng, đừng ngăn cản tôi. Tôi muốn đánh ác phụ này một trận. Lý Tú Quyên đừng gây náo loạn nữa, tôi tin cô được sao? Chỉ là một nữ nhân béo như heo thôi, nam nhân nào lại coi trọng cô? Cô dám đánh tôi? Ta đánh cô còn ít quá sao? Ta nói cho cô biết, ta bây giờ vẫn còn muốn đánh cô. Lý Tú Quyên, danh tiếng của cô là danh tiếng, danh tiếng của ta thì không phải là danh tiếng phải không? Lâm Cửu Nương nói xong liền rút ra chiếc chảo huyền thoại, xông về phía bọn họ. Bọn họ bắt chân nên cô bỏ chạy. Đáng chết thật, cô chọc ai không chọc, lại chọc cô ta, nên lụy tới ta bị đánh. Lý Tú Quyên, cô chưa xong với tôi đâu, còn nói tôi, chạy nhanh lên, kéo tôi một đoạn. Cái gì, tôi chạy còn không kịp? Cô béo như con heo vậy không thể tự chạy, cô tự chịu đi.
Lưu Thanh Hà, ngươi cái tên vương bát đản này, quay lại cứu ta, ta không muốn bị đồ ác hội đó đánh chết.娘卖光了，看啥？我没眼瞎，卖完那就回家。娘明天还来吗？刚才好几个大叔跟我说，让我明天多做点来，他们都说好吃，想带些回去给家人尝尝。有钱不赚是傻子吗？明天肯定来。大叔，我娘说了，有钱不赚是傻子，我们明天还来，我们还会做多点。刘四郎真是个傻子，还好他不是我孩子。唉，娘四郎是笨了点，我们习惯就好。 废话少说，赶紧收拾回家。黎独孤，我不舍得叫他，但连đánh chết cô mới đúng đồ vô liêm sỉ，lại để cô ăn nói hàm hồ. Lưu Thanh Hà, ngươi là kẻ vô dụng, ngươi mau rời ác hội đó cút đi. Tôi không đi họa cũng do cô gây ra. Giờ có đi cũng là cô đi. Được rồi, ngươi đồ vô dụng, đại lang bảo đưa ngươi đi đi. Tôi lại không đi, liên quan gắm gì với tôi? Nếu tôi đi, sợ là nhân tôi cùng tôi đánh nhau. Không quan tâm, tôi không đi. Lưu Thanh Hà, ngươi vẫn không phải là nam nhân. Ngươi hèn nhát, vào lúc này tôi lại không muốn làm nam nhân. Cô nói cô bình thường, lại đi chọc cô ta làm gì? Cô ta hung dữ quá, những gì cô tự gây ra, cô vẫn là tự xử lý. Đừng nhân nhượng tôi, cô nhanh chóng đi ngăn lại, khung cửa sẽ bị phá hỏng. Lưu Thanh Hà, ngươi đồ vô dụng, ngươi lập tức đi đuổi người mũi nhân này đi cho tôi. Nếu không cô ta bắt tôi, tôi sẽ bắt anh. Lý Tú Quyên, cô đừng có mà quá đáng. Tôi cũng có tính khí nóng này. Lý Tiểu Quyên liền xông tới, cùng đôi bàn tay một chiêu địa sát trưởng. Đối với Lưu Thanh Hà là một đầu đầy bong bóng. Lý Tú Quyên, tôi không dám. Còn không đi, ta đánh ngươi trước. Lưu Thanh Hà cắn răng đi mở cửa. Đột nhiên cánh cửa bay văng ra ngoài. Lý Tú Quyên, ta muốn đánh chết ngươi. Lâm Cửu Nương một bước vọt xông tới, đánh cho cô ta một trận đánh lớn. Lúc này Lưu Lão Thái từ ngoài bước vào, ngạc nhiên một cái khi nhìn thấy một cảnh này. Lâm Cửu Nương, đồ đàn bà ác độc lại dám chạy vào nhà tôi làm loạn, ta sẽ giết mẹ ngươi. Nương đồ ác độc này dám đánh con, đúng thật là một đám vô dụng. Lúc này Cố Trường An cũng vừa đến sân viện nhà Lưu gia. Thôn trưởng, ông đến thật đúng lúc, ông phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Ông xem Lâm Cửu Nương, người ác phụ này đã làm ra chuyện gì, đem cửa nhà tôi phá hỏng rồi, còn đuổi theo con dâu tôi nói muốn đánh chết nó. Hôm nay ông không giúp chúng tôi đòi lại công đạo, tôi sẽ đi huyện cáo quan. Cũng vừa hay tôi muốn cáo quan. Thôn trưởng đại nhân, tôi chính là phá cửa nhà bọn họ, còn muốn đánh chết Lý Tú Quyên. Các người náo loạn đã đủ chưa? An Lạc thôn đang yên bình, lại bị cả nhà các người phá hủy hết rồi. Bây giờ lại còn muốn đến quan phủ. Bây giờ các người chê An Lạc thôn mất mặt chưa đủ sao? Còn muốn xấu hổ khi vào thị trấn sao? Trưởng thôn, ông nói vậy tôi cũng không muốn nghe nữa. Là tôi muốn gây rắc rối sao? Là cô ta, Lý Tú Quyên tới gây rối. Tôi đang ở nhà rất tốt, nước bẩn này cũng đổ lên đầu tôi, bị người đến nhà nhục mạ không biết xấu hổ, còn giúp tôi an bài vài lão già độc thân trong làng tới, làm bại hoại danh tiếng của tôi. Ông nói tôi có thể nhịn được. Lâm Cửu Nương càng nói càng tức giận. Bọn họ Lưu gia cảm thấy Lưu Thanh Sơn tên vương bát đản ấy đầu cắm đầy sừng cũng không sao, còn rất hãnh diện, nhưng tôi thấy phiền. Tôi vẫn còn biết xấu hổ. Tôi Lâm Cửu Nương đàng hoàng chính trực, không bao giờ có nửa phần vượt quá quy tắc. Tôi đây đoan chính không làm được, tôi cũng không cho phép ai được tạt nước bẩn lên đầu tôi. Hôm nay Lý Tú Quyên không quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này chưa kết thúc đâu. Chẳng lẽ tôi đã nói sai sao? Hôm nay chẳng lẽ không có nam nhân tìm đến nhà cô sao? Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô? Đừng hòng có cửa. Không xin lỗi còn muốn tiếp tục quấy rầy. Lưu gia bọn họ thích làm vương bát đản, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng danh tiếng lớn hơn trời, Lý Tú Quyên hôm nay phá hoại danh tiếng của tôi. Cô ta phải dùng máu để rửa sạch sự thanh bạch của tôi. Tức thì Lâm Cửu Nương xông nhanh về phía trước một bước, chính là đối với Lý Tú Quyên một trận phán xét ở đây, đánh tới mức cô ta chảy máu đầu. Lâm Cửu Nương, ngươi thật sự muốn đánh chết ta? Ha ha ha, cô tưởng ta là nói nhảm sao? Tôi không phải đã đánh rồi sao? Còn hỏi tôi có muốn hay không? Cô là bị ngốc sao? Trưởng thôn Lâm Cửu Nương, cô ta muốn đánh chết người. Lưu Thanh Hà, ngươi đưa nương tử mình về xử lý vết thương trước đi. Những việc khác lát nữa nói sau. Vết thương nhỏ này không chết được người, còn có chuyện gì? Tốt hơn là nên nói rõ ràng trước khi xử lý. Nếu không tôi sợ tôi lại không khống chế được tay, chiếc chảo một chưởng nữa đánh qua, đến lúc đó có thể không phải là vết thương nhỏ mà là trọng thương. Sự hung dữ của Lâm Cửu Nương một lần nữa chấn áp mọi người. Lý Tú Quyên vừa đau vừa tức giận, một lát không nhịn được liền tự mình ngất đi.
Lâm Cửu Nương có hiểu thế nào là đủ rồi không? Nhìn xem cô đã đánh em dâu mình thành bộ dạng gì rồi. Hừ, ai ở nhà với cô ta? Thật là xin lỗi, tôi không còn là dâu nhà Lưu gia nữa. Tại sao lại đau lòng? Hay là nói đứa trẻ khóc có kẹo để ăn? Cô ta giả vờ ngất xỉu thì đáng được thông cảm. Tôi là phải nhịn anh ta. Tôi không có ý đó. Nhưng cô hung hăng đánh người là không đúng. Cô ta vu khống tôi là đúng sao, thôn trưởng? Lâm Cửu Nương trước đây là người như thế nào? Ông cũng đã biết, Lưu Thiên Sơn tên vương bát đản này, đầu quân đi lính đã 10 năm. Tôi ở nhà làm mọi thứ, tuân thủ phụ đạo, làm việc cực khổ để nuôi con cho Lưu gia bọn họ. Nói chuyện với người nam nhân khác, tất cả đều giữ khoảng cách trên 3 mét, chỉ vì sợ bị họ đồn đại. Lý Tú Quyên cô ta lừa dối người khác, trước thì vu khống nhân phẩm của tôi, sau làm hỏng danh tiếng của tôi. Vậy thì cô cũng không thể đánh người đến chết được. Ông có biết hậu quả của một nữ nhân bị mất thanh danh? Liên lụy con mình không chưa nói, tôi mỗi ngày đều bị người ta chọc ngoáy vào cuộc sống. Đổi lại là ông có chịu được không? Tôi đang sống tốt ở nhà, tại sao còn bị cô ta tạt nước bẩn như vậy? Cô ta không xin lỗi còn kiêu ngạo, không đánh cô ta thì đánh ai? Tôi đời này đã xứng đối với hắn Lưu Thanh Sơn, chỉ có Lưu Thanh Sơn tên vương bát đản này có lỗi với tôi. Người đồ ác phụ này, ngươi không có tư cách nói Thanh Sơn con trai ta. Nó thì làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi là làm bại hoại danh tiếng Thanh Sơn con trai ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn toàn thân chỗ nào cũng có lỗi với ta. Một đi đã là 10 năm, tiêu cực không có. Gia đình chưa từng nhận được một chút giúp đỡ nào từ hắn ta. Một văn tiền tôi nghĩ cũng không nhận được. Hắn ta xứng với tôi ở chỗ nào? Ngươi nói láo, tam tổng tứ đức, ngươi hiểu hay không? Ngươi đã gả cho con trai ta, thì là người của con trai ta. Vì nó làm việc nhà và chăm sóc người, mọi thứ trong nhà là bổn phận của ngươi, là những việc ngươi nên làm. Ngươi lấy tư cách gì mà trách móc con trai ta? Người nữ nhân nào cũng như vậy. Hắn hại tôi nhiều năm như vậy. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt ta, tôi dám dùng một cái chảo để đánh chết hắn ta. Nữ nhân nhà khác không sẵn sàng làm như vậy, là chuyện của bọn họ. Ta Lâm Cửu Nương không muốn. Vẫn may là ta đã thay con trai ta Thanh Sơn nuôi ngươi. Ngươi đồ ác phụ không biết xấu hổ. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong nhà, còn muốn giả vờ dựng nên một mái vòng tưởng niệm sự trong trắng. Ta nhổ, Lâm Cửu Nương trực tiếp xông qua lại là một trận đấm đấm đá đá. Dầm trên không thẳng, dầm dưới cong. Bà và Lý Tú Quân thật sự rất giống nhau. Thảo nào nó lại hợp nhau. Ác phụ vô, thôn trưởng, là bà ta xúc phạm tôi trước rồi tôi đánh trả lại. Khi trương trưởng quầy đến nhà tôi, tỷ đệ Lưu Tam Nhi cũng ở nhà. Chúng tôi đã nói chuyện ngay trong sân viện. Một chuyện như vậy liền bị bọn họ sinh ra nhiều chuyện xấu. Không có hổ là đôi cánh ánh sáng. Tuy nhiên, ba người nói lại tạo ra sự khác biệt. Thôn trưởng, ông nói cho tôi biết bọn họ có đáng đánh không? Thật sự nên đánh. Bà già thối, bà đừng quên, tôi và con trai bà đã hòa ly rồi. Giữa tôi và hắn đã không còn liên quan gì. Nếu tôi tìm được một người phù hợp, có liên quan gì tới Lưu gia các người, tôi nói cho các người biết, lần sau lại đến gây rối với tôi, tôi sẽ làm cho Lưu gia các người sống không yên. Trưởng làng như vậy được chứ? Tôi có thể đi được chưa? Lâm Cửu Nương sau khi nhận được sự đồng ý thì liền rời đi. Cô cũng không quan tâm Lưu lão thái tức giận thành dạng gì. Lâm Cửu Nương này thật sự là càng ngày càng hung. Sau này ai dám chọc cô ta? Còn không phải sao, bây giờ tôi cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy cô ta, hận không thể chạy xa hơn nữa. Ai không sợ, tôi hiện tại chân đều là mềm yếu. Một cái nhìn của cô ấy, tim tôi cũng đã đập nhanh hơn. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi lại cảm thấy Lâm Cửu Nương như vậy lại rất uy phong. Các người không thấy vậy sao?